Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Trọng Phát Channel. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái mũi khoan thủy tinh nha các bạn, khoan kiến nha các bạn. Mình khoan thử cái bình này coi nó hiệu quả không nha các bạn. Thì mũi khoan này mình mua với giá 20.000. Bắt đầu mình khoan thử coi nó có hiệu quả không. Mời các bạn nó xem. Let's go. Thì đây là cái bình nha các bạn. Bình mới luôn nha các bạn, mình mới mua luôn nha các bạn. Đây. Mới nha các bạn. Đứt chưa khoan luôn, giờ bắt đầu mình khoan thử cái lỗ nghe đứt thử sao nha các bạn. Thì trước tiên mình sẽ khoan một cái lỗ ngay đây, mình để lên đây là bắt đầu mình định vị nó, mình khoan cái mặt kiến này nha các bạn. Mình dùng khoan mini các bạn. Ok rồi nha các bạn. Mình sẽ khoan một cái lỗ ở đây trước đi. Ok rồi nha các bạn. Giờ bắt đầu mình sẽ để cái mặt này lên đây rồi mình khoan vô thủy tinh nha các bạn. Một ăn hai hôi nha các bạn. Mình nên thử. Hiện tại khoan được như đây nha các bạn. Quên nữa. Khi mà khoan mình đổ nước vô đây nha các bạn. Tiếp tục nha bạn. Vậy là mình đã khoan rồi nha các bạn. Mình đã... đây. Đây hai lỗ không? Ok nha các bạn. Vậy là mũi khoan này khoan hiệu quả nha các bạn, không có nứt luôn nha các bạn. Các bạn thấy không? Không có nứt luôn à. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Chúc bạn làm thành công. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.